Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cuộc sống Nga du lịch Nga. Trong chủ đề hôm nay, tôi xin giới thiệu với các bạn đôi nét về cuộc sống của người Việt tại các khu chợ tại thủ đô Moscow. Đầu tiên phải nói đến khu chợ Liu, tên gọi tắt của tổ hợp thương mại Moscow, cái tên không xa lạ gì với người Việt ở Nga. Đây là một trong những khu chợ bán sỉ lớn nhất thủ đô Moscow, từ đây sẽ phân phối hàng đi khắp nước Nga. Khi chợ vòng nổi tiếng được giải tỏa từ cách đây hơn chục năm, nhiều người Việt đã chọn chợ Lưu để tiếp tục trụ lại, cộng thêm với thủ thuật lôi kéo của chủ chợ. Dần dần chợ Lưu đã trở thành trung tâm bán buôn chính, các mặt hàng về quần áo và giày dép đáp ứng nhu cầu của một nước Nga rộng lớn. Có lẽ trong tâm trí của nhiều người bán hàng tại chợ Lưu, trong thời gian làm việc tại đây, họ không hề có khái niệm về không gian và thời gian nữa, bởi cuộc sống hàng ngày cứ xoay vần, sáng thức dậy lúc 4 giờ sáng, đi ra chợ bán hàng, đến 6 giờ tối về nhà, cơm nước xong lại lên giường đi ngủ để mai còn dậy sớm để đi làm. Cuộc sống cứ như vậy trôi đi, mỗi năm chỉ có vẻn vẹn vài ngày chợ nghỉ, tranh thủ ngủ vùi, nhưng vì đồng tiền gửi về giúp đỡ gia đình và tích lũy làm vốn, nên cuộc hành trình của từng người có lẽ vẫn còn kéo dài. Mới 4 giờ sáng, cả nhà kéo nhau dậy. Căn chung cư nam nữ ở chung, 3 phòng, nằm cách chợ khoảng 2 đến 3 km chỉ có một phòng vệ sinh. Không có quy định cụ thể, nhưng mỗi người tự biết phải làm vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể. Những người chưa đến lượt, hoặc ra bếp, hoặc đứng dựa vào tường gắng chợp mắt thêm một chút, họ đánh răng vội, rửa mặt vội, rồi cũng vội gọi taxi ra chợ. Những người có giấy tờ đầy đủ thì cứ ung dung đi, còn những người không có giấy tờ, nhưng không có visa, không có khẩu, thậm chí có người còn không có cả hộ chiếu. Những người này thì thường chơi trò mèo vườn chuột với cảnh sát Nga, từ 3 giờ sáng cảnh sát Nga đã đứng chờ dưới cửa cầu thang của những căn nhà có nhiều người nước ngoài thuê, tất cả ai đi ra ngoài đều bị kiểm tra giấy tờ. Vậy là động tác đầu tiên của người không giấy tờ là phải nấp vào nơi kín đáo bình tĩnh nghe ngóng. Nếu thấy cảnh sát đang bận kiểm tra ai đó, thì chạy thật nhanh. Trèo lên xe taxi đã hẹn trước, đang nổ máy chờ. Lên xe phải nằm dài trên ghế để không bị phát hiện, nên nhiều người còn gọi là taxi nằm. Viên cảnh sát mỗi khi tóm được ai đó, thì cười khoái chí vì đã tóm được tên gián điệp khôn ngoan láo cá. Còn người bị bắt thì thở dài đen thôi. Đỏ quên đi lại mất 500 giúp rúi vào tay viên cảnh sát, còn viên cảnh sát thì vội vã quay về vị trí để chờ tóm người khác. Như vậy cũng chưa hết, khi đi dọc đường ra chợ, nếu đen cũng có thể bị viên cảnh sát khác bắt lại, lại mất tiếp 500 giúp. Tuy vậy, nhưng nhiều người vẫn không muốn cho bị cho mình giấy tờ hoàn chỉnh, bởi họ tính nhầm mỗi tuần đen lắm thì bị tóm một lần mất 500 giúp. Mỗi tháng mất 2.000 giúp, một năm chỉ tốn có 20.000 giúp bằng hơn 300 đô la, quá rẻ nếu đi làm giấy tờ. Vì nếu đi làm giấy tờ hoàn chỉnh thì mỗi năm phải tốn 1.500 đô la, hơn nữa sáng ra chơi trò trốn tìm với cảnh sát. Cũng rèn luyện thần kinh và massage não, rất có lợi để đấu trí bán hàng với mấy anh bạn dân do Thái ngoài chợ. Tới chợ vào lúc 4 giờ 30 phút sáng, họ mở cửa kiosk, ốt, nói như ngôn ngữ của dân đi chợ là để bắt gà sớm. Rồi họ ở chợ một mạch hơn 12 tiếng, đến 5 hay 6 giờ chiều, một năm hơn 363 ngày cứ như thế trôi qua, trừ ngày Tết Dương, Tết Âm là được nghỉ. Có hôm họ phải ở đấy đến tận khuya để đóng hàng cho khách. Về nhà cơm nước xong, chợp mắt vài tiếng đã lại thấy họ ở chợ rồi. Nói thêm về mấy anh do Thái đi buôn, nếu nói về độ khôn danh thì phải nói rằng dân đầu đen là số 1, sau đó rồi mới đến dân Việt Nam và Trung Quốc. Ở Nga người Việt mình, chia dân Tây ra làm hai loại là Tây đầu vàng và Tây đầu đen. Tây đầu vàng là dân Bạch Nga, với bản tính hiền lành, đôn hậu, thật thà như đếm. Còn dân đầu đen, tức là dân ở các nước SNG thuộc Liên Xô trước kia, ở vùng Trung Á, dân đầu đen nổi tiếng khôn danh, lau cá và lừa lọc trộm cướp, băng đảng xã hội đen. Người ta vẫn nói vui rằng, dân đầu đen khi đẻ ra không cất lên tiếng khóc chào đời, mà câu đầu tiên là chửi. Người Việt mình thuộc dạng khôn danh, nhưng khi ra thương trường, thi đấu với mấy anh đầu đen, thì chẳng thấm vào đâu, suốt ngày bị dân đầu đen lừa cho mất cả trí lẫn trải. Thậm chí nhiều khi biết là bị lừa mà vẫn phải để cho lừa. Đơn cử một việc thế này nhé, mấy ông khách dân đầu đen người Việt hay gọi là gà có hàng chục cửa hàng bán lẻ quần áo. Họ lên chợ lưu lấy xỉ hàng về để bán, họ lấy hàng rất nhiều, lúc đầu lấy rất sòng phẳng, vài ba lần sau xin cho nợ. Dần dần thành quen thì phải cho nợ tiền thì mới lấy hàng, do biết tâm lý người Việt hay cạnh tranh nhau, tranh giành khách, sợ mình không bán thì người khác cũng bán vậy là thi nhau cho khách nợ khi khách thấy lượng tiền mình nợ cũng đã nhiều rồi thường là hàng triệu đô la thì bắt đầu dở trò tắt máy không liên lạc nữa và cũng không bao giờ lên chợ nữa thay vào đó là đến lượt ông em hoặc là cô gì chú bác gì đó lên chợ lấy hàng cứ thế hết người nọ đến người kia người việt mình vẫn biết nhưng vẫn cho nợ tại sao vậy biết là sẽ mất nhưng vẫn phải cho nợ đành phải tìm cách xoay nghĩa là bán giá cao lên và khi đóng hàng thì đóng những mặt hàng kém hơn một chút vân vân với hy vọng khách theo mình được khoảng vài ba năm nếu đến lúc nào đó khách có bùng tiền thì khi trừ số tiền đã bị mất thì cũng vẫn còn có lời chút đỉnh tục ngữ có câu chợ búa quả thật rất đúng có muôn vàn cách bán hàng muôn vàn cách cạnh tranh rồi muôn vàn cách lừa đảo nhau ở chợ vậy nên cánh thanh niên mới nói nếu tốt nghiệp chợ lưu thì ra đời không sợ bị lừa đảo buổi chiều khi hết giờ làm mọi người tranh thủ ghé qua khu hàng khô Việt Nam để mua đồ ăn, về nấu ăn bữa chiều và nấu dư thêm đồ ăn để sáng hôm sau còn mang cơm đi chợ. Người ta nhầm tính rằng nếu tự nấu và mang cơm đi ăn thì mỗi bữa, mỗi người tiết kiệm được ít nhất là 200 giúp, mỗi tháng tiết kiệm được 6.000 giúp tương đương khoảng gần 2 triệu rưỡi tiền Việt Nam. Con số này nếu gửi về Việt Nam cũng giúp đỡ phần nào gia đình lúc khó khăn. Công việc ở chợ, có rất nhiều công việc có thể làm ở chợ như bán nước chè dạo, bán băng dính, xếp đồ ăn từ các quán làm cửu vạn vác hàng thuê, bán hàng, phụ kho vân vân. Tùy theo sức, tùy theo khả năng giao tiếp tiếng Nga, tiếng Trung và tùy theo vốn liếng của từng người. Nói chung làm gì cũng có tiền và sống thoải mái nếu như không phải gửi về lo cho gia đình ở Việt Nam. Đi Nga có thể nói là dễ nhất trong tất cả các nước, nếu muốn sang Nga thì sau 2 tuần có thể vác ba lô lên máy bay. Chính vì thế mà có thời rất nhiều băng đảng giạt sang Nga để tránh truy lùng trong nước, rồi gái làng chơi, con nghiện vân vân cũng giạt sang Nga rất nhiều. Phải nói rằng, nước Nga đã không từ chối bất cứ một ai và bao dung cưu mang tất cả. Đến nay những thành phần tội phạm đầu gấu Việt hầu như đã vắng bóng ở Nga vì không còn đất dụng võ bởi một phần luật pháp của Nga đã thay đổi. Mùa hè 11 giờ đêm trời mới tối hẳn nên cảm giác ngày dài hơn và cuộc sống của họ có phần đỡ buồn tẻ. Sau buổi đi chợ về họ tụ tập nhau đi đá bóng, đi rừng nướng thịt cừu hoặc đơn giản là đi dạo chơi trong các công viên. Mùa hè không khí mát mẻ và thiên nhiên xanh đẹp làm phong phú cho cuộc sống hàng ngày. Mục tiêu kinh tế, chợ lưu được xây dựng hiện đại, kiên cố, bảo đảm an ninh. Mua bán diễn ra trong nhà nên mùa đông người đi buôn không phải chịu cái rét căm căm như ở nhiều khu chợ tại những thành phố khác. Nhưng mùa hè, nhất là những ngày nắng nóng hơn 30 độ C, không khí có phần ngột ngạt. Người lạ vào chợ sẽ cảm nhận ngay không khí như đặc quánh. Nhưng những người ở chợ lâu dần rồi cũng quen. Hôm nào khó chịu quá, thì thỉnh thoảng mọi người lại chạy ra ngoài hít thở một hơi dài rồi lại vào. Tuy rằng, hàng ngày 12 tiếng làm việc quần quật ngoài chợ, thế nhưng nhiều người khi về đến Việt Nam, thế sống thể chết rằng không bao giờ quay lại nước Nga nữa. Người thì mở hàng ăn, người thì mở cửa hàng tạp hóa, kinh doanh điện thoại vân vân, được một thời gian ngắn thua lỗ, hết vốn lại tìm cách quay sang Nga. Quả thực nước Nga vẫn là nơi dễ kiếm tiền nhất, vẫn là cơ hội cho những ai có hoàn cảnh khó khăn, cho những ai muốn vượt lên số phận để thay đổi cuộc đời nhiều người mới sang muốn bỏ hết mà về nhưng về rồi sang lại là câu chuyện nghe đi nghe lại với người việt đi nga làm ăn trong hàng chục nghìn người buôn bán ở chợ chủ yếu vẫn là người việt nam người trung quốc hay các quốc gia láng giềng với nga chắc chỉ có họ mới đủ kiên trì nghị lực để sống một cuộc sống lặp đi lặp lại như thế người tây họ không làm được như mình làm sao mà một năm họ chỉ có thể nghỉ có vài ngày được làm sao mà ngày nào họ cũng phơi mặt trong cái không gian chật hẹp ở chợ được nhưng đến nay cũng đã có nhiều người thích nghi, thậm chí nhiều người đã làm rất tốt. Khi chiến dịch quân sự của Nga xảy ra ở Ukraine, nhiều người Việt Nam đang sống và làm việc tại Nga cho biết cuộc sống của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì các lệnh trừng phạt mà phương Tây nhắm vào quốc gia này. Trước những thách thức bùa vây, họ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chờ đợi, hy vọng thời gian tới tình hình sẽ khả quan hơn. Như vậy, trong cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay, không chỉ cộng đồng người Việt ở Ukraine gặp khó khăn, mà ngay cả bà con ở nga cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức vậy cuộc sống của họ những ngày qua ra sao ban đầu khi mới bắt đầu chiến tranh chợ vắng như chùa bà đanh các tiểu thương chỉ biết nhìn nhau thở dài tỷ giá đồng giúp tăng vọt lên tới mức không thể hình dung nổi giá cả các mặt hàng tiêu dùng bắt đầu nhích lên nhất là các mặt hàng điện tử điện máy thậm chí có những mặt hàng có tiền cũng không mua được tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn dưới sự điều hành của chính phủ nga tỷ giá đồng giúp đã giảm thậm chí còn giảm xuống thấp hơn lúc chưa chiến tranh. Người dân cảm thấy đỡ lo lắng hơn trước và rồi nhịp sống hối hả lại bắt đầu. Tại thủ đô Moscow trong năm 2023 sẽ khai trương cùng một lúc 14 ga tàu điện ngầm mới, cùng với đó là khép kín đường vòng tròn lớn của tàu điện ngầm. Bên cạnh đó, đến năm 2023, thành phố đã triển khai được 1.000 chiếc xe bus chạy điện do Nga tự chế tạo. Cuộc sống của bà con người Việt cũng như người Nga dần trở lại ổn định. Các xưởng may liên tục tuyển công nhân may từ Việt Nam đưa sang làm việc. Cuộc sống người Việt ở Nga khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố như thời gian họ đã sống tại đó, mức độ học vấn và nghề nghiệp của họ. Tuy nhiên, một số vấn đề chung mà hầu hết người Việt tại Nga đều gặp phải là khó khăn trong việc giao tiếp vì không giỏi tiếng Nga và các vấn đề xã hội như sự chật vật trong việc tìm việc. Nga là một nước lớn với rất nhiều dân tộc và tôn giáo khác nhau, do đó việc tìm kiếm sự chào đón và hiểu biết từ cộng đồng cũng có thể trở nên khó khăn cho người Việt. Tuy nhiên, có nhiều tổ chức và cộng đồng người việt tại nga giúp hỗ trợ người việt trong việc tìm việc học tiếng nga và giao tiếp với cộng đồng bản địa ngoài ra có rất nhiều người việt tại nga đã thành công trong nghề nghiệp và đã trở thành một phần của cộng đồng nga các bạn thân mến câu chuyện về người việt buôn bán tại các chợ ở nga còn rất nhiều và rất dài tập tuy nhiên đây cũng là nơi tập trung phần lớn cộng đồng người việt nhiều bạn trẻ đã từng nói trường đại học lớn nhất trong đời là trường đại học trợ lưu mong rằng chiến tranh sẽ nhanh chóng kết thúc để công việc buôn bán được thuận lợi chúc bà con thật nhiều sức khỏe để làm việc kiếm tiền xây dựng gia đình cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin hãy ấn chuông ấn like để xem được các video mới nhất trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại